Quý vị, trong một buổi sáng đẹp trời, anh Thảo Nguyễn và Đỗ Thanh đã có mặt tại Hawaii trong chương trình cung nghinh Phật Ngọc để cầu nguyện cho hòa bình thế giới do Thiền viện Chân Không tổ chức. Và buổi sáng đã có rất đông quý Phật tử từ khắp mọi nơi cùng hành hương về đây. Sau đây anh Thảo Nguyễn và Đỗ Thanh xin kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh cung nghinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới của chương trình đại lễ Phật Ngọc tại Hawaii. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng bái bạch chư tôn trưởng lão, chư tôn hòa thượng, chư thủ tòa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị truyền thông báo chí, kính thưa quý vị mạnh thường quân, quý vị thương gia cùng tất cả đồng hương Phật tử, kính thưa quý vị, hôm nay sự thành đầu trong buổi lễ khai mạc để mở đầu cho chương trình triển lãm cung nghinh Phật Ngọc được thành tựu với sự đông đủ của chư tôn đức tăng ni từ các trường phái của Phật giáo hiện có đang sinh hoạt ở tại tiểu bang Hawaii này. Mặc dù thời gian trôi qua, các cộng đồng Phật giáo đã sinh hoạt rất lâu, nhưng chưa bao giờ chúng ta có được một cuộc hội họp như thế này. Nếu nào chúng ta không có tôn tượng Phật đồng này cho hòa bình thế giới, thì chắc hẳn tiểu bang Hawaii này sẽ không có một ngày cung hội lại được số đông, số lượng của chư tăng ni trên 130 vị từ các trường phái của Phật giáo. Thưa quý vị, sự thành tựu này không phải riêng cá nhân chúng tôi cũng như quý thầy và quý Phật tử của Thiền viện Chân Không, mà phải nói là sự thành tựu do cái lòng thương của quý ngài chư tôn trưởng lão, cũng như cái sự nghĩ tưởng trong đạo tình của chư tôn đức tăng ni từ ở bên California cũng như các tiểu bang Hoa Kỳ, và đồng thời cũng có sự ủng hộ của chư Phật tử từ các tiểu bang Hoa Kỳ tháp tùng trong chuyến hành hương chiêm bái Phật Ngọc và hành hương thập từ tại tiểu bang Hawaii đã cô hội về đây để đóng góp cho chương trình Phật Ngọc hòa bình thế giới trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 này được mang lại nhiều lợi lạc cũng như sự lợi ích tâm linh cho những người con Phật xuất gia cũng như tại gia. Sự thành tựu này chúng con không biết nói gì hơn thì biết dâng lên 10 phương chư Phật chứng minh và gia hộ cho chư tôn trưởng lão, chư tôn hòa thượng, chư thường tòa đại đức tăng ni cùng toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ xa gần luôn luôn lúc nào cuộc sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Chắc hẳn rằng trong sự tổ chức vì nhân sự không sao tránh khỏi những sơ sót trong vấn đề tổ chức, cho nên chúng con nguyện mong quý ngài tất cả quý vị lượng tình tha thứ cho chúng con vì thành phần nhân sự từ các nơi về chư tôn đức tăng ni từ các nơi về để đóng góp cho ban tổ chức chúng con. Lần nữa chúng con xin ngay đầu đảnh lễ tri ân sự giúp đỡ trợ niệm và cầu nguyện của quý ngài cũng như toàn thể quý vị, và đồng thời chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ trong ban bảo trợ cho việc cung nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới về tiểu bang Hawaii này. Cũng nhờ vào sự hỗ trợ của quý vị, cái tấm lòng của quý vị mà việc cung nghinh Phật Ngọc của chúng tôi nhẹ bớt đi một phần gánh nặng. Mong rằng có những điều gì thiếu sót, xin tất cả quý vị thông ban bảo trợ cho chương trình Phật Ngọc niềm tình quan hỷ cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn toàn thể chư liệt quý vị Phật tử xa gần đã về đây đóng góp cho chương trình cung nghinh Phật Ngọc được thành tựu viên mãn như thế này lần đầu tiên tại tiểu bang Hawaii. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VSN TV, từ nãy đến giờ quý vị cũng đã chia sẻ những hình ảnh thật trân quý cho những người con Phật có duyên để cùng cung nghinh Phật Ngọc về vùng đất Hawaii, và có hàng trăm chư tôn đức tăng ni giáo phẩm cùng về đây, cùng với hàng ngàn quý Phật tử từ khắp mọi nơi cùng hội tụ về miền đất ấm. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy là lúc đầu tiên vào thì Đỗ Thanh chỉ có bộ đồ vest mà thôi, nhưng mà sau vài tiếng đồng hồ thì bây giờ trên tay là những cái dòng rất là đặc biệt của Hawaii, những cái tràng hoa, rồi những cái dòng bằng ốc, rồi bên đây là bằng đá, vân vân. Tất cả quý khán giả rồi quý anh chị em tổ chức ở đây đã gửi tặng riêng cho Đỗ Thanh cũng như anh Thảo Nguyễn của đài truyền hình VSNTV là những tấm lòng của những người đã từng xem chương trình phóng sự cộng đồng do anh Thảo Nguyễn thực hiện trên làn sóng của đài VSNTV. Và chắc chắn rằng những hình ảnh này đang chia sẻ với quý khán thính giả trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Rất vinh dự đứng cạnh sư phụ, người đứng ra để tổ chức chương trình cung nghinh Phật Ngọc cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và là thầy viện chủ Thuyền viện Chân Không cũng như là viện chủ của tu viện An Lạc tại Nam California. Con được xin kính chào sư phụ ạ. Con xin chào Đỗ Thanh, một người đệ tử của sư phụ mà hôm nay đã dành thời giờ bận rộn mà sang bên này để mà hỗ trợ ủng hộ, giúp đỡ cho sư phụ trong cái chương trình cung nghinh Phật Ngọc về Hawaii, cũng như là chào mừng anh Thảo Nguyễn và các anh chị em trong đài truyền hình đã cho thầy có một cái cơ hội được gặp các anh chị em. Mặc dù xa bên kia bờ đại dương, nhưng mà trong cái đạo tình cũng như tình đồng hương mà các anh chị em đã bay từ bên đó sang bên này nơi hải đảo để đóng góp giúp đỡ cho thầy có được những cái chuyển tải những cái tin tức sinh hoạt của cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây nói riêng, và nói chung là cho cộng đồng của Phật giáo quốc tế ở đây, để cho họ có một cái đồng bào của chúng ta ở khắp các nơi tiểu bang cũng được biết được những cái tin tức sinh hoạt của cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại hải đảo này. Thưa sư phụ, được biết ngày hôm nay có rất đông quý chư tôn đức tăng ni từ khắp mọi nơi về, và hàng ngàn quý Phật tử cũng hân hoan trong lòng để cùng với Thiền viện Chân Không và cung nghinh chương trình Phật Ngọc. Thầy có đôi lời gì rất ý nghĩa sâu sắc về Phật Ngọc chia sẻ với quý Phật tử đang theo dõi chương trình trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ thưa sư phụ? Cái điểm chính của ban tổ chức là nhắm đến cái vấn đề hòa bình, tình thương và sự hiểu biết, bởi vì con người khổ đau gây tạo những cái nghiệp ác của mình, gây tạo những điều không tốt, cho nên đem lại một cái sự bất an từ nội tâm cũng như cái sự bất an bên xung quanh của mình và cho thế giới. Vì vậy sự hòa bình rất cần thiết cho nhân loại, cho con người, nhất là cho cá nhân của một con người, bởi vì không có thân tâm, không an lạc thì thế giới không có hòa bình được. Như ông Krishnamurti là một hiền triết nổi tiếng của Ấn Độ, ông đã nói thế này: trước nhất chúng ta phải có sự bình an nơi tâm hồn mình rồi thì mới có sự bình an của cho người khác, tức là trước mình phải tự giải phóng mình trong cái sự não phiền thì mình giải phóng cho kẻ khác được. Và tôn tượng của Phật Ngọc là một cái tôn tượng, một hình ảnh để biểu tượng cho cái sự hòa bình của cá nhân mình. Đó, một biểu tượng để nhắc nhở cho mình một cái sự hòa bình trong lòng và cũng như sự hòa bình của nhân loại, của thế giới. Vì Lama Zopa Rinpoche là một người đã có một cái nhìn, cái thấy, nếu không có được cái tôn tượng quý giá bằng ngọc như vậy và có sự nhiệm màu như vậy thì làm sao chúng ta có thể tạo được một cái sự hòa bình, đem lại sự hòa bình cho bản thân của mình và cho nhân loại. Cho nên Rinpoche đã nghĩ ra điều này, đã khuyến khích ông bà Ayn Rin
để bỏ ra một cái số tiền thật lớn để làm những cái việc làm lợi lạc tâm linh cho nhiều người, như quý vị khán thính giả đã thấy và nghe ở trên các đài truyền thanh, truyền thông, truyền hình. Trong suốt một năm qua, chương trình Cung Nghinh Phật Ngọc đã tổ chức các nơi, và lần này ngày 27, 28 tháng 11 năm nay, tức là 2010, quý vị đã thấy hôm nay trong hội trường rất là đông đủ, Hawaii Convention Center rất đông đủ, chư tôn đức trên 130 vị ở Hawaii này. Đây là lần đầu tiên mà có cái việc làm này chứ không bao giờ có, và đồng bào cũng rất đông từ các nơi về để mà đóng góp tình tài cũng như tình vật, và nhất là đóng góp để có tinh thần cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và trước khi chia tay với quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ của đài truyền hình VSNTV, thầy có đôi lời gì muốn nhắn gửi với quý Phật tử xa gần, thưa thầy, và những người đã đóng góp cho chương trình hôm nay? Thưa quý vị, là cái chương trình hôm nay mà được thành tựu viên mãn không phải là cá nhân chúng tôi có thể làm được, mà nhiều chư tôn đức từ các nơi cũng như là quý Phật tử từ các phương xa, cũng như các anh chị em nghệ sĩ cũng từ phương xa, các anh chị em đài truyền thông, truyền thanh, truyền hình cũng từ các phương xa về đây để đóng góp. Vì chúng tôi thiết nghĩ rằng chắc có lẽ là cũng một cái nhân duyên nào đó để tạo một cái tình đồng hương cũng như tình đạo để cho các anh chị em cũng như cho tôn đức cũng như các anh chị em về đây để chia sẻ một gánh nặng cho cái chương trình cung nghinh này. Thì cái việc làm này đã thành tựu là chúng tôi, thật sự mà nói thì đó là cũng nhờ vào cái sự đóng góp, sự hiện hữu diện của chư tôn đức, trưởng lão cũng như chư tăng ni từ các phương xa về đây để đóng góp cho chương trình và hợp tác với Phật tử địa phương. Thành thử nên nhân đây chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn chư tôn, chúng con xin chân thành cảm ơn chư tôn trưởng lão, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni và cùng toàn thể đồng bào Phật tử và đồng hương từ xa cũng như gần đã đóng góp cho chương trình cung nghinh được Phật Ngọc hôm nay khai mạc buổi lễ được thành tựu viên mãn. Và cuối, trước khi dứt lời, cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị em trong đài VSNTV và MC Đỗ Thanh đã có một cuộc phỏng vấn cho chúng tôi hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình. Dạ, xin cảm ơn thầy. Con đã quay về nơi đây, hương từ chiếu tòa mây bay, muôn lòng ngắm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây. Thưa quý khán giả của đài truyền hình VSNTV, một người Phật tử mà đã bỏ rất nhiều công sức cho chương trình Cung Nghinh Phật Ngọc về tại Hawaii kỳ này. Và cô cũng là người đứng ra để cùng với thầy Thích Thông Hải điều hành một tu viện an lạc ở tại Nam California. Đến đây từ những ngày rất là sớm, rồi cùng lo những giấy tờ mướn hội trường và chương trình đưa rước tất cả anh chị em nghệ sĩ và Phật tử từ khắp mọi nơi, cũng như quý chư tôn đức tăng ni, và có cả anh Thảo Nguyễn cùng về để cùng tham dự chương trình này, đó là chị Ái Liên bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay là ngày bế mạc chương trình Phật Ngọc, thì chắc có lẽ chị cũng sẽ có đôi lời để chia sẻ về những cái khó nhọc cho cái chương trình Cung Nghinh Phật Ngọc về Hawaii lần này, thưa chị. Cảm ơn anh Đỗ Thành với tất cả các khán giả, anh Thảo, chương trình VSN. Tại vì mấy ngày nay tôi làm việc nhiều quá, thành ra tôi bị mất tiếng. Thành ra cứ nếu mà có bị quý vị không nghe được thì cũng thông cảm giùm. Thì thật sự là rất là vất vả trong 3 tháng nay. Nhưng mà khi thấy tất cả quý vị vui vẻ, được chiêm bái Đức Phật là một điều tôi rất là vui. Mặc dầu cái vất vả nhưng mà không có thấy gì khó khăn. Vâng, nhưng mà thật sự khi mà bắt đầu để cung nghinh Phật Ngọc về, cái phần mà cả ban tổ chức đều lo lắng là về tài chánh, đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ cái phần đó. Dạ đúng, tại vì Hawaii này rất là khó khăn. Mình không có muốn làm đâu cũng được. Thành ra một cái convention center lớn này, họ có rất là nhiều điều kiện, retreat. Thành ra cũng rất là khó khăn cho ban tổ chức. Thành ra thầy, vì tâm nguyện của thầy và tâm nguyện của Phật tử, muốn cho tất cả Phật tử và những người ở cái vùng Hawaii này có cơ hội nhìn được Phật Ngọc. Đây là cái câu hỏi cuối cùng, đầu tiên cũng là cuối cùng. Wow. Thưa chị,
Cái lúc đầu tiên khi bắt đầu cái ý định này thì là một cái sự khó khăn vô cùng và ai cũng lo lắng. Và bây giờ ngày hôm nay là ngày cuối cùng bế mạc. Thì cái cảm xúc của chị như thế nào khi ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ đưa tiễn Phật Ngọc về một nơi khác mà như chị nói là có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại ở tại Hawaii này. Cái cảm xúc của chị ra sao ạ? Dạ, cái cảm xúc rất là, cũng rất là buồn. Tại vì khi mà mình nhìn Đức Phật phải ra đi thì tại vì tôi nghĩ là tất cả Phật tử ở đây họ phiêu linh lạc, đây là Đức Phật giáng trần. Nhưng mà bây giờ Đức Phật đã ra đi một nơi khác, thì cái đó là cái chuyện Đức Phật phải đi mọi nơi để cho mọi người chiêm bái. Kính thưa quý khán giả, và một tin vui cho những người dân tại vùng Ventura, miền Nam California là chương trình cung nghinh Phật Ngọc cầu nguyện cho hòa bình thế giới sẽ có mặt ở tại An Lạc Việt, tu viện An Lạc. Bây giờ chị Ái Liên cũng là người sẽ cùng với rất đông quý Phật tử để lo lắng cho chương trình này. Chị có thể chia sẻ thêm vài chi tiết thưa chị? Dạ, coi như là sau khi rời khỏi Hawaii tháng 2, 17 Tây cho tới tháng 2, 29 Tây sẽ đến Ventura, cái địa chỉ là 901 South Satikoi Avenue, Ventura, California 93004. Cái điện thoại là 805-659-9845 hoặc là 805-816-8799. Quý vị có gì thắc mắc xin liên lạc, chúng tôi có sẽ giải quyết. Vâng, và bây giờ lời cuối cùng để như đại diện rất đông quý Phật tử, những thiện nguyện viên cho chương trình cung nghinh Phật Ngọc về kỳ này và quý rất đông quý đồng hương, thì chị sẽ có lời gì để cảm ơn, để chia sẻ với họ trước khi mà Phật Ngọc sẽ được thỉnh đi nơi khác? Tôi rất là cảm động, từ chư tôn đức từ xa cũng đi về để ủng hộ tinh thần cho Hòa Thượng Thích Thông Hải và tất cả Phật tử xa gần cũng về, coi như là cái đoàn đi về đây là khoảng 300 người cả tăng ni. Thành ra cái đó là cái sự hãnh diện mình được tất cả mọi người yêu mến đi về, sau đó tất cả mọi người đều có công có sức và tài chánh để trợ duyên cho Hòa Thượng. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, và sau buổi lễ khai mạc chương trình Phật Ngọc thì là một trong những phong tục rất là trân quý của Phật giáo Việt Nam, đó là phóng sanh giải thoát. Thì bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị cùng chia sẻ những hình ảnh đó với anh em chúng tôi. Quý vị, chư tôn đức tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử và đồng hương, thưa quý vị, ở trước Hawaii Convention Center, những đàn chim đã được bay về tổ ấm của mình với sự mang tiếng một cái bức thông điệp hòa bình cho thế giới, được đem lại nhiều hòa bình và an lạc cho thế giới trong cái sự cầu nguyện để kết thúc buổi khai mạc hôm nay. Chúng con xin một lần nữa chân thành cảm ơn chư tôn đức hiện diện cũng như tất cả quý Phật tử. Nơi cành núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khô trầm. Quý vị thấy là buổi sáng rất là sớm ở tại Hawaii, không khí trong lành vô cùng, và đã có rất đông quý Phật tử đã đến đây để chiêm bái và cầu nguyện cho gia đạo cũng như là cho an lạc, hòa bình, sức khỏe cho song thân. Và khi nói đến Đạo Phật thì chắc chắn mọi người cũng đều nhắc nhớ đến những chế ngự của ngũ căn. Ngũ căn thứ nhất gọi là nhãn là mắt, thứ hai là nhĩ là tai, thứ ba là tủy là mũi, thứ tư là thiệt là lưỡi, thứ năm là thân tức là cơ thể. Đó là năm cơ quan giúp mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần thì trong đó có sắc là hình tướng, thứ hai là thanh là âm thanh, thứ ba là hương thơm, thứ tư là vị là mùi vị, và thứ năm xúc tức là đụng chạm. Mắt tiếp xúc với sắc hình, rồi tai thâu thập âm thanh, mũi ngửi mùi thơm, rồi miệng thì nếm mùi vị, và thân thì đụng chạm. Mỗi người đều dựa trên ngũ căn để tiếp xúc với ngoại cảnh và hệ thống cử động.
Chính thưa quý khán thính giả, với những điều căn bản của đạo Phật, gần 2 giờ ở Hawaii là một chương trình rất đặc biệt cho quý Phật tử, đó là đại lễ truyền thọ Tam Quy Ngũ Giới và Bồ Tát Giới cho Phật tử tại gia. Kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi hình ảnh với anh Thảo Nguyễn và Đỗ Thanh sau đây. Thưa thầy, thầy từ Ontario, Nam California đến Hawaii kỳ này thì thầy nhìn thấy đạo tràng cũng như là quý Phật tử ở tại Hawaii ra sao thưa thầy? Thưa anh cũng như thưa tất cả các thính giả, quả thật là một cái niềm vô cùng xúc động cho riêng bản thân chúng tôi. Nơi đây là một cái hải đảo xa xôi và người Việt rất là ít. Nhưng mà trong suốt mấy ngày qua, Phật tử đã làm việc suốt ngày lẫn đêm để cung nghinh Phật Ngọc. Và đặc biệt là trong ngày thứ Bảy Chủ Nhật, họ đang làm việc suốt cả ngày lẫn đêm và quên cả mệt nhọc. Nhưng mà họ luôn luôn rất là hoan hỷ. Thưa thầy, thầy là người mà đã có cơ duyên đến với Phật Ngọc rất nhiều nơi. Vậy thì Phật Ngọc đã có những sự mầu nhiệm gì đã được ban bố trên thân xác của thầy, cũng như là tinh thần mà thầy muốn chia sẻ với quý Phật tử đang theo dõi chương trình về những kinh nghiệm và sự mầu nhiệm của Phật Ngọc thưa thầy? Cái sự mầu nhiệm đầu tiên đối với chúng tôi đó là chúng ta đến với Đức Phật là đến để học cái lòng từ bi và trí tuệ, sự cảm thông, sự chung sống và hòa bình với nhau, đặc biệt là cái sự hợp lực của những người Việt Nam xa xứ bằng cách nào đó để chúng ta có thể gìn giữ được cái văn hóa, tiếng nói, ngôn ngữ, tập quán và đặc biệt là tôn giáo của chính mình. Vâng, thưa thầy được biết rằng hôm nay là ngày bế mạc chương trình Phật Ngọc ở tại Hawaii và sau đó thì hành trình kế tiếp của thầy sẽ đi truyền giảng ở những nơi nào khác ạ? Khi mà Phật Ngọc mà được bế mạc ở đây thì Phật Ngọc sẽ trở về lại ở đất liền. Nơi nào Phật Ngọc đến tức là sự hòa bình sẽ mang đến nơi đó và người Phật tử học hỏi làm sao mình có được hòa bình nơi bản thân, gia đình, trong cộng đồng và nơi mình đang sống. Vâng, thưa thầy, nếu như một lời đại diện cho chư Tôn Đức Tăng Ni để chúc đến cho hàng Phật tử khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình qua hệ thống phát hình của đài VSNTV, thầy sẽ có điều gì muốn nhắn gửi với tất cả quý Phật tử thưa thầy? Chúng tôi chỉ đại diện cho bản thân, riêng bản thân chúng tôi thôi. Xin gửi đến tất cả chư Phật tử gần như xa và tất cả đồng hương Việt Nam, khán giả của đài là luôn luôn được an lành. Chúng ta ý thức được rằng trên cuộc đời này, nếu chúng ta thiếu lòng từ bi, thiếu lòng thương, thiếu sự hòa bình, thì chúng ta cái giàu có cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng mất mát rất lớn hạnh phúc trong cuộc sống này. Vâng, xin cảm ơn những lời vàng ngọc của thầy.